Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ hai, ngày 19 tây tháng 7 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ hai, một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất nó liên quan tới tình hình chính quyền của chú Bảy cũng như là chú Bảy. Nguy cơ chú Bảy sẽ bị hủy kết quả bầu cử, cũng như là nhiều thượng nghị sĩ đang muốn hủy kết quả bầu cử của chú Bảy. Nội dung thứ hai nó liên quan tới tình hình dịch bệnh tại quê nhà của chúng ta. Sau đây tôi này xin cập nhật những con số mới nhất, nóng nhất về tình hình dịch bệnh tại nước Việt Nam. Đó là hai nội dung mình sẽ chia sẻ trong cái buổi sáng ngày thứ hai. Mời các bạn theo dõi nha. Và cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để mọi người cùng nhau cập nhật, cũng như để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn nghe nha. Sau đây thì mình sẽ cập nhật về tình hình dịch bệnh tại nước Việt Nam của chúng ta trước các bạn nhé. Thì tính vào ngày 19 tháng 7, chỉ có buổi tối thôi, thì Bộ Y tế công bố là có khoảng 2.180 ca mắc mới. Trong đó có khoảng 497 ca ở trong cộng đồng. Thì tính chung cả ngày 19 tháng 7, nước Việt Nam có gần 4.200 ca mắc mới. Thì trong 4.195 ca mắc mới, bao gồm Sài Gòn có khoảng 3.074 ca, Bình Dương 503 ca, Đồng Nai 154 ca, quê hương xứ sở của bà xã Tony, Đồng Tháp 53 ca, Hà Nội 44 ca, Vĩnh Long 41 ca, Phú Yên 41 ca, Long An 37 ca, Khánh Hòa 34 ca, Bến Tre, quê hương xứ sở của Khương Dừa 30 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 28 ca, Sóc Trăng 19 ca, Bình Thuận 19 ca, Quảng Ngãi 17 ca, Cần Thơ 15 ca, Quảng Nam 11 ca, An Giang 8 ca, Trà Vinh, quê hương xứ sở sinh ra và lớn lên của Tony, vào ngày 19 tháng 7 đã bị 8 ca rồi các bạn ơi. Kiên Giang 8 ca, Bình Phước 6 ca, Bắc Ninh 4, Hưng Yên 4, Ninh Thuận 4, Lào Cai 2, Vĩnh Phúc 2, Hậu Giang 2, Bình Định 2, Thái Bình 1, Gia Lai 1, Đắk Nông 1, Hải Phòng 1, Ninh Bình 1. Trong đó có khoảng 497 ca ở trong cộng đồng. Còn ngoài ra thì trong khu cách ly hoặc là khu đã bị phong tỏa. Thì theo như Bộ Y tế, những cái ca nhiễm COVID-19 ngày hôm nay là ghi nhận là được giảm hơn ngày hôm qua khoảng 1.700 trường hợp. Tức là ngày 18 tây á, thì nó gần 6.000 ca, ngày 19 tây thì 4.200 ca, tức là giảm khoảng chính giữa 1.700 hoặc 1.800 ca đó các bạn. Thì đây cũng có thể nói là một cái tin, nó có một cái tia hy vọng. Tại vì nếu mà càng ngày nó càng giảm thì nó đỡ hơn, mà càng ngày càng tăng các bạn nhé. Thì tính đến ngày 19 tháng 7 thì nước Việt Nam có khoảng 55.946 ca trong nước, và khoảng 2.079 ca là nhập cảnh từ nước ngoài vào. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Lý do vì sao, tại sao đến bây giờ các thượng nghị sĩ lại mới la làng lên là muốn hủy cái kết quả bầu cử của chú Bảy, và tại sao họ muốn hủy và ai muốn hủy? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời các bạn nghe nhé. Sự việc nó bắt nguồn từ đây nè các bạn. Chủ tịch Thượng viện Arizona, tiểu bang Arizona, bà Karen Penn cho biết như thế này. Trong cái thời gian vừa qua, cái quận hạt Maricopa đang có một cái cuộc thanh tra về cái kết quả bầu cử, kiểm tra những cái lá phiếu lại. Thì người ta đã phát hiện ra cái số lượng phiếu, cái kết quả phiếu mà các quan chức của quận hạt này đã gửi lên trên Washington DC để mà cho kết quả là chú Bảy được thắng á, nó đã khác biệt rất là lớn so với cái cuộc thanh tra mà họ đang kiểm phiếu lại. Và họ đã phải mua những cái máy mới để kiểm tra cái kết quả những cái lá phiếu này lại, cho nên họ đã thấy một cái sự khác biệt vô cùng to lớn. Cho nên vào ngày hôm qua, các bạn nghe kỹ nha, thượng nghị sĩ Wendy Rogers của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arizona đã kêu gọi một cái cuộc bầu cử lại và hủy hết tất cả các kết quả bầu cử năm 2020 của chú Bảy. Tại vì
Đây không phải là một cái kết quả chính xác, cũng như là cái kết quả này không được xác nhận bởi các đại cử tri. Tiểu bang Arizona đã có một cái cuộc họp ngắn tại Thượng viện, và người ta đã nhờ một cái công ty gọi là Cyber Ninja của tiểu bang Florida thực hiện một cái cuộc kiểm phiếu lại, và người ta đã phát hiện ra một cái sự coi như là khác biệt. Những cái kết quả mà họ đưa lên để cho chú Bảy thắng cử á, nó hoàn toàn khác biệt so với những gì mà người ta đã kiểm tra phiếu lại. Cho nên cái bình luận, cái lời kêu gọi của bà Wendy Rocher đưa ra sau khi mà có cái kết quả cuộc thanh tra này. Rồi mời các bạn nghe nhé. Tại cái buổi điều trần, ông Logan này là ông này là giám đốc điều hành của công ty Cyber. Trong cái phiên họp điều trần tại Thượng viện tiểu bang Arizona, ông giám đốc điều hành công ty Cyber Ninja, ông này tên là Doug Lauren, đảm nhiệm cái nhiệm vụ là kiểm tra lại, thanh tra lại đó các bạn. Thì ông ta cho biết như thế này là ông ta đã phát hiện ra một cái kết quả vô cùng coi như là vô lý. Là tại vì sao? Phiếu nhiều hơn người đi bầu, phiếu nhiều hơn người đăng ký. Nó tóm lại phiếu không biết từ đâu ra, phiếu không biết của ai. Và những cái người mà đăng ký á, để bờ cờ á, sau khi cái cuộc bầu cử nó đã kết thúc mới ghi danh và mới nói đó là cái người đó bầu vậy như vậy. Nó tóm lại là không biết từ đâu ra một cái số lượng phiếu mà nó không đúng với cái kết quả mà người ta thanh tra lại, người ta kiểm tra lại. Còn những cái gì mà đưa lên trên kia đó mà để cho chú Bảy thắng á, là hoàn toàn không có khớp với những gì người ta đã thanh tra lại. Đó, các bạn hiểu ý tôi này không? Tức là người không biết từ đâu ra, phiếu nhiều hơn người, và người thì ghi danh sau khi cái kết quả nó đã chấm dứt, cái cuộc bờ cờ nó đã chấm dứt mới bắt đầu ghi danh là tôi bầu vậy vậy như vậy đó, đó các bạn đó. Tức là không hiểu lý do vì sao, tại sao mà nó lại như vậy. Cho nên hiện tại bây giờ Thượng viện tiểu bang Arizona cũng như là các thượng nghị sĩ đang kêu gọi một cuộc bờ cờ trở lại và hủy hết tất cả những cái kết quả bờ cờ mà chú Bảy đang có, cũng như là đã tuyên bố là chú Bảy có đó các bạn, hủy bỏ hết. Cái đó không có chính xác, không có được xác nhận. Và sau đây là những gì mà ông Logan, giám đốc điều hành công ty Cyber, cho biết như thế này là chẳng hạn như là có khoảng 11.326 người không được đăng ký bỏ phiếu sau khi 4 ngày cuộc bỏ phiếu đã được kết thúc, thì 11.326 người này mới bắt đầu là có trong cái danh sách kết quả của chú Bảy đó. Tức là nó tóm lại là người ta bổ sung thêm nữa các bạn, bổ sung thêm, không biết người từ đâu ra, nhưng mà người ta bổ sung thêm, bổ sung kết quả thêm, bổ sung phiếu thêm cho chú Bảy để cho chú Bảy được thắng tại cái tiểu bang này. Là như vậy đó các bạn. Ví dụ là một cái điển hình nhỏ nhỏ là như vậy. Cho nên ông Lauren đã tiết lộ trong cái cuộc điều trần tại Thượng viện tiểu bang Arizona. Cho nên tất cả các thượng nghị sĩ của tiểu bang này, người ta đã bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, và người ta đã thấy một cái sự thật mà họ không biết là phải làm. Rồi các bạn ơi, các bạn à, sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ hai, Tony cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, nó liên quan tới tình hình dịch bệnh tại quê nhà của chúng ta, cũng như là những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về cái kết quả bờ cờ của chú Bảy. Và hiện tại bây giờ thì nguy cơ chú Bảy có thể bị rút lại cái kết quả bờ cờ. Mình không biết là nước Mỹ, Thượng viện, Quốc hội sẽ giải quyết như thế nào sau những lời kêu gọi của các thượng nghị sĩ này. Nhưng mình phải hạ hồi, chờ phân giải thôi các bạn nhé. Rồi, chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ hai an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu các bạn thấy cái video này nó hay, nó ý nghĩa, please bấm nút chia sẻ để mọi người cùng nhau cập nhật, cũng như để lại một cái like, một cái bình luận. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.